vụ hành hung bé gái 8 tuổi, lời hối hận muộn màng của hai bị cáo, Quỳnh Trang bị tuyên án tử. Cuối phiên xét xử ngày 25 tháng 11, vụ hành hung bé gái 8 tuổi, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đều xin có cơ hội sám hối tội lỗi của mình. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bày tỏ, trong những ngày tạm giam gần một năm qua, bị cáo thật sự ăn năn về hành vi sai trái, vi phạm tàn nhẫn của mình, hành vi của mình sai pháp luật. Không ngày nào bị cáo không dây dứt tội lỗi của mình, bị cáo không bao biện, hành vi của bị cáo là sai, nhưng chỉ mong hội đồng xét xử nhìn lại về bản chất con người của bị cáo từ nhỏ đến lớn không chơi bời tiếp xúc chỉ có đi học đi làm bị cáo không lường Trước được sự việc xảy ra hôm nay, mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo con đường lui để bị cáo sám hối tội lỗi của mình. Bị cáo Trang nói, bị cáo Nguyễn Kim Trung thái cho biết, hiểu rất rõ sai phạm của mình, hiểu được tính nhu nhược can thiệp không đúng lúc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Những mất mát của bị cáo đã dằn vặt bị cáo suốt thời gian vừa rồi. Khi hội thẩm nhân dân hỏi, làm sao bị cáo đối mặt với con trai nhỏ của mình, bị cáo thái trình bày, chuyện này bị cáo cũng nghĩ rất nhiều, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét thương tình để bị cáo sớm về phụng dưỡng cha mẹ chăm sóc người con còn lại của bị cáo, bù đắp cho những gì bị cáo đã gây ra, tất cả những gì đã gây ra, bị cáo biết dù có bị bị cáo biết dù có cho bị cáo làm thế nào cũng không thể thay đổi được, bị cáo vô cùng ăn năn hối lỗi.